Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 14 tháng 3 xướng danh nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh là Anh Thư Nhân Quyền, nhân tháng 3 là tháng tôn vinh phụ nữ các nước. Trang thông tin của Phòng Đặc trách Dân Chủ Nhân Quyền và Lao Động thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ viết rằng, Đỗ Thị Minh Hạnh là người đồng sáng lập phong trào lao động Việt nhằm ủng hộ các công đoàn độc lập tại Việt Nam. Minh Hạnh bị bắt vào năm 2010 và bị tuyên án 7 năm tù về tội danh phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân vì tổ chức cho công nhân đình công đòi tăng lương và đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nông dân bị mất đất. Tháng 7, 2014, Việt Nam phóng thích Minh Hạnh sớm 2 năm 8 tháng, giữa lúc Mỹ tăng áp lực về vấn đề nhân quyền, trong khi Hà Nội muốn gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hiệp định này đòi hỏi các nước thành viên phải tôn trọng quyền của người lao động, kể cả quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập. Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, bà Mary Tanaka, chia sẻ trên Facebook rằng Minh Hạnh đã phải chịu 4 năm tù chỉ vì khuyến khích công nhân biểu tình đòi tăng lương và cải thiện các điều kiện lao động. Phong trào lao động Việt do Minh Hạnh đồng sáng lập năm 2008 có mục tiêu giúp người lao động đấu tranh cho các quyền lợi chính đáng, nhưng Việt Nam không công nhận tổ chức này.